với công ty trực thăng miền Nam cùng với bệnh viện 175 trước đây đã thường xuyên bay cấp cứu biển đảo, thì tiến tới bệnh viện 175 kết hợp với công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18, chúng tôi sẽ huấn luyện các phi công bay ngày bay đêm để thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế với các cái vùng mà xa của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đây là một cái nhiệm vụ mới, nhưng mà sẽ sau này mọi người sẽ được hưởng cái dịch vụ này. Để có được cái thành quả này thì hôm nay chúng tôi phối hợp với bệnh viện 175 để thực hiện các cái huấn luyện như này, để phi công thành thạo cất hạ cánh ngày và đêm để thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế. Đối với cả là phi công của công ty trực thăng miền Nam 18 thì cái hệ số nghĩa là phải thao 100% các chuyến bay đều phải đạt an toàn, vậy thì cái kỷ luật không quân đối với các đồng chí đặt ra trong đối với ngành hàng không nói chung và công ty trực thăng nói riêng, với bất kể về lĩnh vực hàng không nào thì cái mục đích huấn luyện đào tạo để thực hiện các chuyến bay để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống, dù cho bay ngày hay bay đêm, thì các cái yếu tố an toàn là phải số 1. Vậy thì các đồng chí đã có huấn luyện như thế nào để có thể đạt được cái hệ số an toàn? Những phi công của chúng tôi đã thường thường bay biển là bay trên các cái giàn khoan, thì nó cũng tương tự như là cái đĩa trên tòa tháp cao như thế này, nên là đối với huấn luyện thì chúng tôi kết hợp như này thì nó cũng thể hiện là cái trình độ chúng tôi cũng không có đến phải khó khăn quá, vì chúng tôi đã thường bay các cái giàn khoan và các điểm xa thì nó cũng gần giống như thế này thôi, nên là chúng tôi sẽ khẳng định là chúng tôi sẽ thực hiện được và bay được. Cái khó nhất là bay ở gần sân bay Tân Sơn Nhất là cái yếu tố về tính không, vì cái mực độ cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất là một trong sân bay quốc tế, lên và xuống cất hạ cánh của các hãng hàng không nó rất là nhiều. Nếu chúng ta không hiệp đồng chặt chẽ giữa sân bay Tân Sơn Nhất, sư đoàn 370 và trung tâm 3 thì chúng ta rất khó thực hiện được những chuyến bay này, nên là nhiệm vụ mà bay như này là cái phối hợp giữa các cái đơn vị với nhau thì mới thực hiện được. Với bay biển và bay cấp cứu y tế như này thì chúng tôi sẽ khẳng định phối hợp với bệnh viện 175 sau đây sẽ thực hiện được các cái chuyến bay cấp cứu y tế, và khẳng định là chúng tôi sẽ thực hiện được. Tôi là Đại tá Lê Đức Long, Giám đốc công ty trực thăng miền Nam sân bay Vũng Tàu. Đối với nhiệm vụ bay cấp cứu người lính cũng như người dân ở biển đảo thì với chức năng là đảm bảo cho an toàn bay, thì chúng tôi với nhiệm vụ là kỹ thuật, chúng tôi luôn thực hiện đúng quy trình
Đối với quy trình thì bao giờ cũng là từ nhà máy, cũng như là quy trình của bên quân đội, bên của hàng không, cũng như là quy trình của đơn vị. Thì chúng tôi luôn luôn với tâm niệm rằng là nhiệm vụ của chúng tôi cũng như là nhiệm vụ của các đồng chí ở lính khác, tôi luôn luôn là tâm huyết cái gọi là khả năng, rồi là cái mọi hiểu biết chúng tôi để đảm bảo cho một nhiệm vụ bay trong mọi thời tiết như là mọi hoàn cảnh. Vậy thì các đồng chí sẽ kiểm tra những cái chi tiết như thế nào trên máy bay ạ? Và trong cái quá trình mà ở dưới mặt đất thì các đồng chí kiểm tra những cái gì? Đối với nhiệm vụ kỹ thuật thì chúng tôi có các chuyên ngành. Đối với máy bay động cơ, đối với điện điện tử thì chúng tôi phải đảm bảo được là mọi chi tiết trên máy bay, từ động cơ, cánh quay, rồi các thiết bị điện tử khác, dẫn đường phải được đảm bảo trước khi cất cánh. Và tất cả các phương tiện về vật tư đi theo máy bay để xử lý trong mọi tình huống bất chắc, chúng tôi cũng đều thực hiện đúng theo cái gọi là quy trình, đảm bảo cho một chuyến bay trong mọi điều kiện. Bay cứu hộ cứu nạn mà đậu trên nóc một tòa nhà ở trong thành phố như thế này thì là nhiệm vụ đầu tiên mà công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18 thực hiện. Vậy thì cái để chuẩn bị cho một cái chuyến bay lần đầu tiên như thế này thì đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật thì sẽ có sự chuẩn bị chu đáo hơn như thế nào, và các đồng chí sẽ kiểm tra cái bộ phận như thế nào đấy? Đối với cái nhiệm vụ bay mà đầu tiên thực hiện ở trên nóc nhà như thế này thì đối với riêng kỹ thuật chúng tôi ấy, thì chúng tôi phải kiểm tra về các sân bãi, cũng như phi công kiểu kiểm tra về những tiêu chuẩn khác. Chúng tôi kiểm tra về điều kiện mà có thể hạ cánh được đối với bay như hệ thống càng đấy, rồi hệ thống dẫn đường, hệ thống ánh sáng, đèn trên máy bay đấy. Cách cất cánh đặc biệt là ban đêm. Đấy, ban đêm là gần như là phi công chỉ dựa vào các thiết bị thôi, chứ không thể nhìn được như thế này được. Nên ra là chúng tôi phải kiểm tra tất cả những thiết bị trước khi máy bay cất cánh, để đảm bảo trong hợp mà chúng ta có bay về hạ cánh ban đêm, chúng ta vẫn có thể thực hiện được chuyến bay an toàn. Vâng, anh nói giúp em họ tên, đơn vị, chức vụ ạ. Tôi là tên là Vũ Duy Hiền, thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp, công ty trực thăng miền Nam, binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng. Chức vụ là gì anh? Chức vụ là phân đội trưởng thiết bị AVNIC, thiết bị điện tử. Dạ, anh cho hỏi tên, ví dụ như mình đậu trên nóc như này, hạ cánh trên nóc như này thì nó khác như thế nào của hạ cánh ở ngoài sân bay, nó khó khăn như thế nào ạ? Hạ cánh ở trên nóc nó có khó khăn hơn là như này. Tức là bởi vì trên nóc này là độ cao nó cao hơn bình thường. Thế đâm ra là cái gọi là cái khi đệm khí ấy, nó cũng khác hoàn toàn với lại hạ cánh ở sân bay lớn kia. Thế đâm ra là ở trên đây chưa kể những tòa nhà xung quanh này nó bao quanh như này, đòi hỏi kỹ thuật phi công là phải chính xác. Đấy, vừa là điều khiển cho cái việc mà máy bay đi vào đúng đường theo hướng dẫn của mặt đất, mà lại vừa phải coi như là tránh những vật ngoại lai, đặc biệt là vật ngoại lai, đèn đóm rồi độ cao của tòa nhà khác. Được chưa? Như các bạn đã biết là trong thời gian vừa qua, do cái điều kiện dịch bệnh, chúng ta không tiếp tục tổ chức những cái chuyến bay huấn luyện. Ngày hôm nay bệnh viện quân y 175
binh đoàn 18 và công ty bay trực thăng miền Nam, chúng ta tiếp tục tổ chức theo đúng cái chương trình kế hoạch của chúng ta là bay huấn luyện. Chúng ta có bay huấn luyện ngày và bay huấn luyện đêm. Trước hết ấy, là nhằm cho tất cả các đồng chí phi công của chúng ta có cái điều kiện tiếp cận với lại một cái địa hình mới trên tòa nhà cao tầng và đi vào trong thành phố. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có cho cái tổ quân y cấp cứu của chúng ta, những cái tổ cấp cứu đường không của chúng ta có cơ hội để rèn luyện nhanh chóng từ khi tiếp cận, đón nhận thương người bệnh cho đến khi mà tiếp đất và đưa xuống cái khu cấp cứu để đảm bảo cái mọi cái động tác, mọi cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Thế có thể chuyến bay ngày thì chúng ta vừa rồi thì đã làm rất tốt rồi. Chúng ta hôm nay tiếp tục bay những cái chuyến đêm. Đấy, và như vậy, với cái mục đích như vậy thì trong cái thời gian vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và Bệnh viện Quân y 175, Binh đoàn 18 và các cơ quan phối thuộc chúng ta đã rất là nỗ lực. Những cái khó khăn thì chúng ta đã khắc phục để làm sao mà chúng ta kịp máy bay cho những cái chuyến bay huấn luyện lần này. Đây là một cái tinh thần chủ động trước hết là của các đơn vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng kịp cái thời gian huấn luyện, cái kế hoạch huấn luyện của chúng ta trong năm 2021. Và từ cái đường bay này thì chúng ta sẽ tiếp tục là sẽ tới những cái điểm đảo đấy, và những cái mà vùng sâu vùng xa, tức là nâng cao hơn nữa cái khả năng sẵn sàng chiến đấu, cái tiếp cận và cái đội hình của chúng ta. Và sắp tới hướng đến tương lai thì chúng ta sẽ làm đúng cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, đó là không phải là chỉ những cái chuyến bay cấp cứu trực thăng này mà chúng ta phục vụ cái vấn đề an ninh quốc phòng, mà chúng ta còn phục vụ cho cả những cái vấn đề của dân sinh, an sinh xã hội. Trong cái điều kiện thời gian vừa qua thì Bệnh viện Quân y 175 chúng tôi cũng đã triển khai một cái đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, xây dựng cái hệ thống cấp cứu ngoại bệnh viện và tiến tới xây dựng tại Quân y Bệnh viện Quân y 175 chúng tôi một cái trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường không và đường thủy. Và như vậy cái làm thế nào nâng cao lên cái khả năng sẵn sàng chiến đấu và cái khả năng chuyên môn trong tất cả các mọi mặt là cái điều mà rất là quan trọng. Và chuyến bay ngày hôm nay của chúng ta, bay ngày và bay đêm, cũng là một trong những cái mục đích để chúng ta nâng cao hơn nữa cái khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hơn nữa cái tính cơ động và nâng cao hơn nữa cái khả năng phối kết hợp giữa các đơn vị. Và tôi hy vọng rằng là với một cái trung tâm cấp cứu được xây dựng trong tương lai thì chúng ta sẽ góp phần rất lớn trong cái công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh. Trước hết là cái hoạt động của các đồng chí phi công, đảm bảo cho cái sức khỏe các đồng chí phi công và đảm bảo an toàn tối đa cái lây nhiễm và cái việc mà đảm bảo an toàn việc lây nhiễm từ cái con người cho đến cái điều kiện và cái phối kết hợp bay, thì đấy cũng là một cái khó khăn trong thời gian vừa qua và chúng ta cũng đã phải chậm lại để làm sao mà cái tính an toàn cao nhất. Vấn đề thứ hai là trong cái việc mà phối kết hợp như thế này thì nó cũng có nhiều cái mà để ảnh hưởng đến cái quá trình chuẩn bị của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng đã cố gắng là hoàn thiện từ cái khâu chuẩn bị bay, phương thức bay, kế hoạch bay và những cái phương án chúng ta đã bàn để làm thế nào mà để sớm nhất mà đưa cái kế hoạch bay vào hoạt động và thực hiện. Và ngày hôm nay những cái chuyến bay ban ngày của chúng ta đã hết sức là thành công và chúng ta chỉ còn một vài chuyến bay nữa là kết thúc cái buổi huấn luyện hôm nay. Và chúng tôi hy vọng và hôm nay là chúng ta đã có một cái kết quả rất là tốt đẹp.